quá hài hước câu chuyện Việt Tân lập quỹ giúp dân. Nghe câu chuyện tổ chức khủng bố Việt Tân tổ chức dạ tiệc để lập quỹ giúp người dân trong nước thì đúng là câu chuyện hài hước có một không hai. Từ khi biết đến tổ chức khủng bố Việt Tân đến giờ, dễ tới hơn chục năm, chưa bao giờ thấy tổ chức khủng bố Việt Tân làm được bất kỳ việc gì, kể cả những việc còn con, giúp ích cho đất nước và nhân dân Việt Nam cả. Nếu Việt Tân mà là tổ chức hữu ích, thiện chí với Việt Nam thì đã không bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Thông thường, các cơ quan, ban, ngành, hội nhóm khi tổ chức buổi gây quỹ từ thiện thường tổ chức các buổi bán đấu giá, giao lưu, hội họp, tổ chức văn nghệ, chứ chả thấy ai tổ chức liên hoan đánh chén để gây quỹ cả. Đúng là cách làm của Việt Tân lạ đời, phù hợp với thói tham ăn của đám ngụy nô xưa giờ. Tổ chức nhậu nhẹt, bù khú mà vẫn lòe bịp được tiền của những người ở hải ngoại để phục vụ mục đích cá nhân. Vừa có tiền đút túi, vừa thực hiện được mưu đồ chống phá đất nước, phá rối an ninh trật tự, bình yên của Tổ quốc, thì kể ra Việt Tân cũng biết tạo ra một loại hình kinh doanh hay còn gọi là biết làm kinh tế. Thực tế thấy rằng Việt Tân không hề sử dụng tiền để hỗ trợ những người dân trong nước gặp hoàn cảnh khó khăn như những gì tổ chức khủng bố này vẫn thường rêu rao. Cái gọi là giúp đỡ người dân trong nước thực chất là việc Việt Tân sử dụng tiền để đào tạo, tuyển lựa những chân rết, hậu thuẫn cho những kẻ chống đối ở trong nước, tiến hành các hoạt động chống chính quyền, lừa bịp, kêu gọi người dân tham gia biểu tình phá rối an ninh trật tự mà thôi. Những gương mặt mà Việt Tân tài trợ chính là những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam như Nguyễn Văn Hóa, Châu Văn Khảm, Lê Đình Lượng. Cựu Phó Tổng thống Ngụy Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ đã từng nói về cái gọi là quyên góp của Việt Tân rằng: ở cái xứ hải ngoại này nó buồn cười lắm. Kinh nghiệm hơn 30 năm cho thấy nếu mà tất cả tiền tụ lại cho một anh thì anh ấy ôm tiền đi trốn luôn. Bản chất của Việt Tân như thế nào thì chắc chẳng cần phải bàn nữa làm gì. Xin nhắc nhẹ bà con ở hải ngoại hãy cảnh giác với chiêu trò bịp bợm của Việt Tân, cũng như nhắc nhở một số người dân còn ở trong nước tránh bị những trò mèo này lừa bịp mà liên quan dính líu đến Việt Tân thì thiệt thân mà thôi.